anh Kiệt tặng gì nè? Quà anh Kiệt mua gì tặng anh Tú à? À, bất ngờ nha. Quà tặng Tú bánh kem luôn. Quà biên sách phụ vô nha, để vô nhà cùng ăn nha, cách từ từ thôi nha. Quà đã dữ vậy ta. Rồi giờ mình cùng mở nhau nha, bánh kem ra nha. Dạ, đúng rồi. Mình mở đây đi Tú ơi, mở hoài đây nha. Dạ rồi. Ê, anh Kiệt mua bánh kem tặng cho Tú đi nha. Hôm nay là sinh nhật của Tú nè. Wow, hai kia. Wow.